Xin chào toàn thể các em học sinh. Thầy xin giới thiệu, thầy tên Nguyễn Công Minh, giáo viên giáo dục trường tiểu học A Tăng An, thị xã Tân Châu. Đến với chương trình giáo dục thể chất lớp 1, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tập hợp hàng dọc, giống hàng dọc, ôn lại đứng nghiêng, đứng nghỉ, và chúng ta sẽ học nội dung mới là học điểm số theo hàng dọc. Trước khi vào bài học, các em cùng thầy thực hiện bài khởi động nhé. Hai chân đứng rộng bằng vai, chúng ta thực hiện xoay cổ tay cổ chân. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mỗi chân 2 2 3 4 5 6 7 8. Xoay vai 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8. Xoay cánh tay 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8. Xoay hông 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8. Hai chân ta chụm lại, chị xin nói 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8. Đầu tiên tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tập hợp hàng dọc, giống hàng dọc. Tập hợp hàng dọc thì người chỉ huy sẽ tìm vị trí phù hợp, sau đó đứng nghiêm, đưa thẳng tay phải về trước, đồng thời hô thành một hàng dọc tập hợp. Nếu lớp chúng ta có 2 hàng, 3 hàng hoặc là 4 hàng thì chúng ta có thể hô là thành 2 hàng dọc, hoặc là thành 3 hàng dọc, hoặc thành 4 hàng dọc tập hợp. Khi mà các bạn vô vị trí thì người chỉ huy sẽ để tay xuống. Vị trí đứng của các tổ là tổ 1, tổ trưởng sẽ đứng đầu, các bạn tổ viên của tổ 1 sẽ đứng phía sau tổ trưởng. Ví dụ lớp có nhiều tổ thì tổ 2 sẽ đứng bên phía tay trái của tổ 1, tổ 3 sẽ đứng bên phía tay trái của tổ 2 và tổ 4 sẽ đứng bên phía tay trái của tổ 3. Tiếp theo là nội dung giống hàng dọc. Giống hàng dọc thì chúng ta sẽ nói khẩu lệnh là nhìn trước thẳng. Khi nghe nhìn trước thẳng thì tổ trưởng tổ 1 sẽ đưa thẳng tay phải của mình lên, các bạn còn lại của tổ 1 sẽ gác tay trái lên vai của người phía trước mình. Khi kết thúc hàng dọc, chúng ta sẽ hô thôi, các bạn sẽ để tay xuống. Tiếp theo các em, thầy sẽ dạy các em cách điểm số, học cách điểm số theo hàng dọc. Khẩu lệnh là từ 1 đến hết điểm số. Động tác khi nghe khẩu lệnh từ 1 đến hết điểm số thì bạn tổ trưởng tổ 1 sẽ quay mặt qua bên trái, đồng thời điểm lớn số của mình lên. Cứ tiếp tục như thế cho tới người cuối cùng, người cuối cùng của tổ 1. Khi mà điểm số xong, chúng ta sẽ hô hết. Tiếp tục sẽ tới tổ 2 xong, tới tổ 3 xong, tới tổ 4. Rồi các em nhìn các thầy thực hiện. Từ 1 đến hết điểm số. 1, 2, hết. Rồi, do chúng ta có một hàng dọc và chỉ có một hàng nên thầy tài mới hết. Được chưa? Nếu chúng ta có nhiều tổ thì chúng ta tiếp tục như thế. Nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ ôn lại tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. Tư thế đứng nghiêm, tư thế đứng nghiêm khẩu lệnh là nghiêm. Động tác là khi nghe đứng nghiêm thì chúng ta hai tay áp sát thân, đứng thẳng, hai gót chân chạm nhau và hai mũi chân mở rộng hình chữ V. Rồi các em nhìn các thầy thực hiện. Nghiêm. Thôi. Rồi các em nhìn các thầy thực hiện một lần nữa. Nghiêm. Thôi. Tiếp theo là tư thế đứng nghỉ. Tư thế đứng nghỉ khẩu lệnh là nghỉ. Cho động tác khi nghe hô khẩu lệnh nghỉ thì chúng ta hai tay thả lỏng, đồng thời chúng ta quỵ gối một chân. Chưa? Rồi các em nhìn các thầy thực hiện. Nghỉ. Thôi.
Đấy. Rồi. Rồi, các em nhìn các thầy ghép hai tư thế là đứng nghiêm đứng nghỉ. Nghỉ. Nghiêm. Nghỉ. Nghiêm. Sau đây các em cùng thầy thực hiện thả lỏng sau bài học nhé. Hai chân hướng rộng, hai tay đưa lên cao, hít vào. Buổi học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Chúc các em tập luyện vui vẻ. Xin chào các em.